Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một series mini world của mình. Và series này có tên Vùng Đất Chết. Ta-da, yeah. Ok bạn ơi, thì bạn có thể thấy rằng là trong cái gọi sao ta, cái map Vùng Đất Chết của mình hôm nay đã có được sự hiện diện của anh Mr. Dịch nè. Và một bạn nữ nữa, đó chính là bạn Timmy Đù các bạn ơi. Đây các bạn xem đây. Ai Timmy nha, không có đù nha, không có đù. Có đù, Timmy đù chứ còn gì nữa, phải gọi là Timmy đù thì mới đúng nha bạn. Mấy bạn đừng có gọi Timmy là Timmy không nha, mấy bạn phải gọi là Timmy đù thì nghe nó mới hợp lý nha bạn. Đó. Đúng rồi, phải tôn trọng tên người khác. Đúng rồi. Và hôm nay nè, mình cùng với Timmy, cùng với anh Dịch sẽ cùng nhau gọi là phiêu lưu tiếp tục trong cái series Vùng Đất Chết này nha. Và cũng rất là lâu rồi mình không ra Vùng Đất Chết cho anh em xem, mình rất là xin lỗi nha. À mà quên nữa, mình gần đạt được 1.000.000 subscribe rồi đó anh em. Hiện tại bây giờ là kênh của mình đã được 900k subscribe rồi. Mấy bạn đừng quên là đăng ký tiếp tục để ủng hộ cho mình đạt được 1.000.000 subscribe anh em. Nhớ đăng ký ủng hộ cho mình nha anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Rồi còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì nào anh em ơi? Thì hôm nay nè, mình sẽ cho bạn xem lại cái Vùng Đất Chết của mình nha. Thì mình với anh Dịch đã xây được một cái tòa lâu đài để hai đứa mình sống nè. Với lại là bọn mình đã xây được thêm một cái vườn táo kim cương nữa anh em ơi. Đây, đây chính là vườn táo kim cương nè. Chúng ta có thể lấy táo kim cương để gọi là ăn nè, với lại là để hồi máu nè. Đó, rất là đẹp luôn. Timmy là lần đầu Timmy vào trong cái map Vùng Đất Chết của tôi đúng không? Đúng rồi, lần đầu vô luôn nè, thấy lạ quá không hiểu. Đúng rồi, map của tôi hôm nay là cái map mới cho nên nó rất là lạ luôn, rất là nhiều thứ gọi là mới trong đây luôn. À quên nữa, Dịch ơi em nói anh nghe nè, Dịch qua đây vậy. Dịch ơi em nói anh nghe nè, bây giờ nè hai đứa mình á là hai thằng con trai đúng không, thì hai đứa mình sống ở trong cái tòa lâu đài là hợp lý nè. Còn Timmy á, nó là con gái, nó không thể nào sống chung với hai anh em mình được. Mấy bạn không? Đúng rồi. Mấy bạn nghĩ đúng không? Người ta thường nói với bạn là nam nữ thọ thọ bất tương thân đó, có nghĩa là nam nữ là không được gọi là quá ở gần nhau khi mà chưa quen biết nhau, hiểu không? Và bởi vậy á, cho nên là hôm nay nè, mình mới quyết định rằng là mình sẽ cùng với anh Dịch gọi là xây cho Timmy một cái ngôi nhà riêng các bạn ơi. Để cho Timmy gọi là sống ở trong ngôi nhà đó, còn mình với anh Dịch sẽ là công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau trong cái gọi là cái lâu đài này, anh em hiểu không? Không ơi, anh biết video hôm nay làm gì ơi? Biết video này làm gì anh? Thử thách 24 giờ xây chuồng heo. Đúng rồi, video hôm nay chính là thử thách 24 giờ xây chuồng heo cho Timmy sống nha bạn. Timmy sẽ sống ở trong chuồng heo nha. Timmy nó kêu ọt ọt các bạn. Timmy nó mới kêu ọt ọt các bạn. Ok rồi. Thì rồi không nói nhiều nữa. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau gọi là xây nhà cho Timmy nha. Và Timmy là con gái cho nên chúng ta sẽ xây một ngôi nhà màu hồng nha anh em. Đó, Dịch thấy hợp lý không? Anh em mình xây nhà màu hồng nha anh. Ừ, xây nhà màu hồng cho heo ở hợp lý á. Rồi hợp lý. Đi. Đúng rồi, nhà màu hồng là cho heo ở là quá hợp lý luôn. 1 hour later. Ok, chế thật là nhiều len hồng luôn. Đây, để xem coi. Timmy, bà thấy màu hồng này hết được không? Màu hồng này đẹp không? Đẹp, được. Đẹp hả, đẹp hả? Ok, rồi Timmy chịu màu hồng này rồi đúng không? Trời ơi, màu hồng này tôi làm mà quá đẹp luôn. Ok, bây giờ mình sẽ cùng với anh Dịch nè và cùng với Timmy gọi là xây dựng cái nhà màu hồng cho Timmy đù ở nha. À không, xây cái chuồng heo cho Timmy ở mới đúng. Phải nói vậy nó mới đúng đúng không Dịch? Hợp lý liền. Bây giờ Timmy muốn xây nhà chỗ nào đây? Tôi muốn xây nhà ở trước nào? Xây đây hả? Bị điên à, bà bị điên à. Cái chỗ này là cái lâu đài của bọn tôi, bà xây ở trước đây rồi nó che lâu đài tôi lại sao? Đúng rồi. Xây tôi bên này đi đã tôi. Ok, bên này hả? Ok rồi, Timmy muốn xây bên này đúng không? Ôi không được vậy đây, không được. Cái vườn táo kim cương của mình nằm bên đây nè đúng không? Mà Timmy á, mình xây nhà cho nó bên đây, lỡ buổi tối anh nó lẻn ra ngoài nó hái hết táo kim cương mình, nó ăn sao? Con nhỏ này nó ăn nhiều như heo vậy anh. Mà tính ra là anh nhắm là cái vườn táo này hình như nó không đủ Timmy ăn đâu, không xây bên kia đi. Xây bên kia đi, xây bên đây không được các bạn ơi. Mấy bạn thấy mình nói hợp lý không? Mấy bạn mà xây bên đây á là Timmy sẽ ăn cắp hết tất cả cáo táo kim cương của mình á, cho nên là mình không xây bên đó đâu, xây bên đây đi. Đây đi. Đúng rồi, xây bên đây đi. Xây bên đây hợp lý hơn nè. Đầu tiên là mình sẽ xây cái cột nhà lên trước. Thì cột nhà giờ xây cao đây đi. Xây cao như thế này nè. Ok. Nhà của Timmy xây chắc nhỏ nhỏ hay Dịch nhỉ? Không cần xây to lắm đâu anh nhỉ. Đúng rồi, xây nhỏ nhỏ thì Timmy đù nó bự mà. Timmy đù ở nhà to làm gì sợ ma lắm Timmy ơi. Ở nhà nhỏ thôi được rồi. Đó, mình sẽ xây lên thế này. Mình sẽ xây cho Timmy cái cột nhà nha. Rồi để lấy cây rìu với lại cây cúp ra coi. Đập này ra. Thế nhỏ lại xíu Phong. Nhà này vẫn hơi bự à. Hơi bự hả? Không, em đúng thấy rồi. Vậy là hợp lý mà, thấy cũng vừa vừa mà. Rồi. Rộng cỡ này đi, rộng cỡ này là hợp lý nè.
mình sẽ xây cho xong cái cột nhà nha. Còn Dịch với Timmy nhiệm vụ là hãy bít kính cái tường này lại bằng màu hồng giúp em nha. Đó. Hết len rồi. Hết len hả? Hết len là chia cho nửa nè. Đó, lấy nửa đi. Ok, bít lại. Phụ tôi nè, phụ tôi bít cái nhà lại nè. Nhà này là nhà của Timmy á, Timmy cũng phải phụ bọn tôi chứ. Timmy đứng nhìn không thì rất là, gọi là người ta sẽ nói Timmy là lười biếng như heo, phải không? Ờ, mà Timmy là heo mà ta quên mất. Ok. Gì vậy? Ok rồi, xây sẽ xong cột nhà nha bạn. Đó, cột nhà đã xây xong rồi nè. Ok, căn nhà màu hồng nhìn khá là cute, phô mai que bạn ơi. Rồi, chỗ này mình sẽ đập chỗ này ra luôn, làm cái cửa sổ luôn nè. Chỗ này cũng vậy, đập ra luôn, làm cửa sổ luôn. Ủa, đằng sau nhà cũng để cửa sổ nữa hả? Ở cái nhà này lúc là đứng trong nhà, bên ngoài là nhìn vào vô là tứ phía đều nhìn thấy. Ừ ha, tính ra Timmy không xây toilet hay gì hả Timmy? Rồi lỡ bà Phong, toilet đi thẳng xuống giao rồi Phong ơi. Ôi trời, Timmy mà đi toilet xuống dưới ao là cá chết hết sao Dịch? Sao anh em mình có cá ăn được? Trời ơi. Ừ ha, nguyên một cái môi trường bị nhiễm corona. Ê mà cũng không được Dịch ơi. Em nghĩ rằng chúng ta cần phải xây cho Timmy một cái nhà vệ sinh để nó còn đứng trong đèn tắm. Chứ Timmy nó mà ra ngoài kia nó tắm tiên á là cá nhìn thấy nó tắm thôi. Hoặc là lỡ mà anh em mình lỡ vô tình nhìn thấy nó tắm cái anh em mình bị đuôi mắt sao? Vậy thì phải bịt mấy cửa sổ ấy vô. Không đúng rồi. Vô tình qua lướt qua nhìn thấy cái đuôi mắt luôn. Đúng rồi. Bây giờ là tiếp tục gọi là xây cửa với xây mái nhà thì Dịch phụ em nha. Bây giờ em đưa cho Vịt đá nè, Vịt phụ em xây mái nhà đi anh. Mình xây mấy cái mái nhà bằng cục đá này luôn đi. Ok. Ok. Em sẽ lắp vào như thế này nè. Làm một cái khuôn trước cho Mr. Dịch nha. Ok, mình sẽ xây cái cầu thang để mình leo nóc nhà các bạn ơi. Đó, xây cầu thang nè. Rồi mình sẽ xây cầu thang leo nóc nhà nè. Rồi anh Dịch phụ em xây nóc nhà nha anh. Đây là xây nóc này nè. Anh ơi, cái nóc nhà này mình xây kiểu nhọn nhọn như cái kim tự tháp á, anh biết không? Anh biết cái kim tự tháp không? Tôi thích xây vậy không? Tôi thích xây nhà tôi mái ngang. Mái ngang á? Ok rồi, mái ngang cũng được, để mình xây cho Timmy mái ngang nha các bạn. Đó, ờ, hai chuồng heo thì kích cỡ nó giống chuồng người đúng. Đúng rồi, chuồng heo là phải xây mái ngang, anh hiểu không? Thì nó rồi, mới rồi các bạn, chứ còn Timmy đù á, Timmy đù là có cái sở thích khác người các bạn. Đó, đó mà chúng ta phải phục vụ đó, con gái là phải nhường. Đấy. Đó, ok rồi. Cái mái như thế này được cho Timmy, tôi nhìn thấy nó cũng đẹp rồi nè, đặt xuống coi. Đây, cái máy như thế này nhìn đẹp hơn chưa? Ok. Ok đúng không? Rồi, ok anh rồi. Anh đặt thêm một cục để Phong ơi, đập. Ok rồi, để em tí, em leo lên, em đập ra cho. Để mình xây bít bên đây lại luôn. Ok rồi, em xây em xây xong cái máy cho Timmy đó. Dịch cũng xây xong chưa? Xong rồi nè. Ủa sao trên đây nó nhìn nó bị dư vậy? Ok, vậy cũng được rồi, bít lại luôn. Rồi, đúng rồi. Quá đẹp luôn mày ơi. Ơi khoan, bên đây còn thiếu nè Dịch ơi. Bên đây còn thiếu nè. Bên đây là phải lắp lại luôn thì nó mới đẹp nè, nhìn cho nó cân bằng, các bạn hiểu không? Đó, lắp lại đây luôn, mình sẽ lắp lại cho cái nhà thì cắm cái gỗ ở giữa trông giống một sừng ấy. Từ từ, người ta đang trang trí. Cái nhà này phải cần có phong cận tivi gọi là làm thì nó mới đẹp được các bạn ơi. Tại vì nhà này Timmy mà tự thiết kế thì nó sẽ thành cái chuồng heo liền. Phong cận thiết kế từ cái chuồng heo trở thành một cái ngôi nhà biệt thự siêu đẹp bạn ạ. À. Đập mấy cái cầu thang lên xuống rồi đi Phong. Ok rồi, để em đập mấy cái chuồng heo này cho. Ôi nhầm nè, để em đập. Để em đập mấy cái lốc này cho. Ok từ. Mình nói thiệt với bạn luôn nha, từ lúc mà mình chơi chung Timmy á, mình lúc nào cũng cứ suy nghĩ Timmy chính là con heo chứ không phải là con cừu các bạn ơi. Đó. Hay quá à. Thì rõ ràng là làm gì có cừu mà màu hồng đúng không? Đúng rồi. Ở giờ đây tự nhiên em thấy cái mái nhà sao nó có mấy cái lốc gì đặc bị dư trên đây vậy anh? Ừ, nãy chơi đập. Trời ơi là trời, Dịch xây kiểu gì vậy Dịch? Dịch xây vậy là chết em rồi. Dịch là phải gọi là bị trừ lương nha. Anh Dịch xây vậy là kỳ nè. Ok, mình đập cái cục. Trời ơi, làm phụ hồ bị trừ lương nữa, tôi nghèo mà. Dịch này xây nhà không có trách nhiệm. Trời ơi, xây mà dư rồi các bạn nhìn nè. Trời ơi, dư quá trời bà, luôn. Không cúp. Trời ơi. Sao nữa Timmy là đừng ngắm này, thì vừa lòng chưa? Timmy thấy đẹp chưa? Ok. Ok. Ê, đứa nào đặt Timmy trước cửa nhà đi qua thò đầm cho cái nó thọt. Anh có biết nó đang tính làm gì không anh? Nó đang tính gọi là âm mưu như thế này nè. Khi mà anh em mình vừa vô trong nhà của nó phải không? Ok, đừng đập, em chỉ anh nè. Nó sẽ lắp một cái nút ở chỗ này nè anh. Đó, hiểu không? Xong cái anh Dịch chui nhà đi đó. Xong Dịch sẽ bước ra, nó sẽ bấm cái nút gai, nó sẽ đâm lên. Đó, là coi như là anh Dịch sẽ ngay lập tức bị gọi là bị xiên mất họa mi, hiểu không? Alo. Trời ơi Timmy, mấy bạn xem là Timmy xây luôn một cái bẫy ở đây luôn nè. Trời ơi, nó ác quá. Nhà này nguy hiểm quá. Nhà này không dành cho tôi à. Thôi mình sẽ đập cái bẫy ra. Timmy này nó xây nhà nguy hiểm quá các bạn ơi. Ok. Xây nhà gì để xin queo mà. À, tiếp theo nữa là mình sẽ chế cho Timmy thêm vài trái dưa hấu nè. Bởi vì hồi nãy mình có bỏ cho Timmy một cái bộ bàn ghế trong nhà rồi. Đâu ta bộ bàn ghế rồi. Cần phải có thêm thức ăn nữa. Đây. Đó. Rồi vậy đây. Chúng ta hãy cùng nhau để dưa hấu với bí ngô ở đây để cho heo có thức ăn dự trữ nào. Ok, để đây. Wow. Quá trời luôn, thấy không? Timmy là heo cho nên có quá trời đồ ăn rồi, thấy không? Quá trời đồ ăn luôn. Cái nhà nó chất đồ ăn như kiểu cái kho ấy.
Đúng rồi, quá trời đồ ăn luôn. Mình thì với mình rồi. Mình với Dịch chỉ có gọi là có vài miếng à. Sao tao thấy nhà tôi lúc nhà dự trữ thức ăn quá vậy? Ok. Đó, quá đẹp luôn bạn ơi. Ê Timmy, bà có muốn trang trí thêm hoa hay gì không? À, nếu mà có hoa thì cũng tốt. Ok rồi, để tôi kiếm ít hoa cho bà nha. Hoa ở đây xem coi giờ kiếm đâu ra hoa ta. Dịch ơi, em với anh cùng nhau đi kiếm một ít bông hoa gọi là trang trí cái chuồng heo. Ơ nhầm, trang trí cái ngôi nhà. Trời ơi, nhầm quá. Sao em nhầm hoài ta? Trời ơi, mình nói thiệt với bạn luôn, mình nhầm hoài à. Đúng rồi, có hoa hướng dương nè. Để mình qua mình lấy hoa hướng dương bạn ơi. Đây. Những bông hoa hướng dương rất là đẹp luôn bạn ơi. Ok, lấy nè, lấy nè. Ok. Cần 2 cái thôi là đủ rồi. Hoa hướng dương cần 2 cái trang trí ở trước cửa nhà thôi là quá đẹp luôn. Để mình qua mình trang trí nha bạn. Ok, rồi qua đây nào. Ủa Dịch trang trí trước em luôn hả? Ok. Ồ cũng được. Wow, nhìn đẹp phết. Ở bên đây thêm cây nè. Đó. Wow, quá đẹp luôn bạn ơi. Ơ Dịch. Dịch ơi, em nói anh nghe nè, sao tự nhiên hả? Bây giờ em thấy cái ngôi nhà này nó lại đẹp hơn cái lâu đài của bọn mình ta? Thì anh nó thấy hoa không? Đó, mai bọn mình cũng thích hoa luôn. Ừ ha, hay là ngày mai bọn mà bọn quan trọng là cái nhà này nó có màu. Ừ đúng rồi, cái nhà của mình nó chỉ là có màu trắng với màu xám nhìn xấu quá. Bị bảo các bạn là nếu mà video đủ 10.000 like, mai làm video nâng cấp lâu đài trong vùng đất chết. Ừ, hợp lý. Mấy bạn ơi, nếu như mấy bạn nào mà cho video vùng đất chết này đạt được 10.000 like á, thì trong tập sau mình với anh Dịch sẽ nâng cấp cái lâu đài này lên thành màu xanh dương và màu vàng. Không phải màu xanh dương, Phong ơi, nâng cấp lên luôn thành lâu đài kim cương. Hơ, lâu đài kim cương luôn hả? Mình có vườn tạo kim cương mà. Ừ đúng rồi, hợp lý. Mấy bạn ơi, đúng là hợp lý luôn á, Dịch nói đúng nè. Tại sao chúng ta lại không xây cái lâu đài chúng ta thành lâu đài kim cương luôn, để cho nó đẹp hơn cái ngôi nhà của Timmy luôn đúng không? Ngôi nhà Timmy nhìn đã quá đẹp rồi, lâu đài của anh em mình không thể nào mà xấu được đúng không Dịch? Đó. 10.000 like xây luôn lâu đài kim cương. Đúng rồi, 10.000 like là xây luôn lâu đài kim cương nha. Rồi ok. Thì ok anh em ơi, thì trong tập này mình cùng với anh Dịch đã cùng nhau gọi là xây dựng được một cái chuồng heo. Ê, nhầm quậy ta. Nữa. Mình đã xây dựng được một cái gọi là một cái ngôi nhà màu hồng dành cho Timmy các bạn ơi. Đó, một cái ngôi nhà màu hồng. Thì ngôi nhà màu hồng này nhìn rất là dễ thương luôn. Bạn nào thấy ngôi nhà màu hồng này đẹp và thấy là nó dễ thương thì nhớ bình luận và like video này ủng hộ cho mình nha. Và các bạn hãy đừng quên là bình luận xem ngôi nhà này đạt được mấy điểm nha các bạn. Còn bây giờ thì mình nghĩ video này cũng đã rất là dài rồi, thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên nè, nhấn vào nút like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1.000.000 subscribe nha anh em. Mình đã gần đạt được 1.000.000 subscribe đó. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video vùng đất chết lần Phong sau. Nhà Timmy làm từ màu hồng, nhà Phong Cận làm từ kim cương, cái nhà Dịch màu vàng làm từ gì? Làm từ kim. Bye bye bạn nha, bye bye. Yêu anh em phải nồi, tạm biệt.